Dạ, ngày mối chị cũng có, đến bạn sống là đến mối chị cũng có đó. Dạ. Chị là quê gốc ở đâu hay chị? Chị ở Huế. Chị ở Huế. À, chị ở Huế. Chị qua đây lâu chưa? 22 năm. 22 năm. Dạ, cả gia đình mình qua đây không, luôn hay chắc sao? Chị một dạ. Mình chị. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện nay là khoảng 7 giờ tối và Bùi Hồ cùng với em Nhân Chứng và tất cả các anh em là người Việt sống tại Lào đang có mặt tại một cái quán cơm của người Việt, đó là quán cơm Cô Ba. Thì ở những cái video clip trước á, Bùi Hồ có đăng những cái cuộc sống của người Việt tại Lào á, thì cô Ba có bình luận vô rằng là nếu như mà em có dịp về lại Lào thì cô sẽ mời em một bữa cơm. Cũng tình cờ là hôm nay thì các anh em lại đi phát quà ở những cái bản ở vùng cao, về có ghé đây ăn cơm, vô tình thì lại hữu duyên như thế nào đó mà lại có mặt tại quán Cô Ba như thế này. Thì rất là mừng gỡ khi mà hai người Việt, những người Việt sinh sống tại đây cũng như là các anh em qua đây được những người Việt, những anh chị đã rất là thương yêu và đồng hành cùng với hai anh em để mà phát những cái phần quà yêu thương cho những bà con vùng cao ở ngay tại đất nước Lào. Và không nói nhiều nữa thì bây giờ hôm nay á thì cũng là một bữa cơm tối, Bùi Hồ muốn quay cho cô bác quý anh chị xem luôn về cái cuộc sống người Việt buôn bán ở Lào ngành lần như thế nào ha. Quán Cô Ba à, quán Cô Ba hả? Đây là quán Cô Ba. Gồm có cơm, phở, các món lẩu đặc sản, lẩu dê và bình dân. Chắc có lẽ là quán của chị này á là bán kể cả ngày đêm luôn. Ban ngày thì bán cơm, tối thì sẽ bán những cái lẩu để cho khách ăn nhậu rồi đó. Thì hôm nay mấy anh em mình ghé đây ăn cơm ha. Bà Nhân nói anh mới biết là quán Cô Ba hả? Quán Cô Ba. Dạ. Đây ở trong này là cái không gian bếp của quán của chị. Thì thôi thì mình chỉ quay ở ngoài này thôi. Tí xíu nó lên đồ ăn thì mình sẽ quay tiếp ha. Bây giờ là đồ ăn lên rồi. Cái món đặc trưng của Việt Nam đó là cào pháo chấm mắm tôm ha. Cào pháo chấm dưa món. Hiện nay thì mới vừa di chuyển một cái đoạn đường rất là xa, gần 200 km mà đoạn đường tối chạy thì cũng khá là nguy hiểm. Bây giờ đỡ mệt hơn chưa anh Hòa? Bình thường. Thật ra thì em có thường hay nói với Nhân như thế này nè, không có anh với lại anh Lít rồi anh Sơn với lại anh Xây mà hỗ trợ thì thật ra tụi em không thể nào làm được cái công việc này. Tại vì một là vì anh là người sống ở đây rất là lâu, người Việt sống ở đây rất là lâu, vậy biết được cái bản nào đang khó khăn cần sự hỗ trợ, và những cái phần quà nó mình cần có những cái gì. Em ví dụ như là em không nghĩ rằng là mình đi hỗ trợ lại, ngay cả có những cái món quà nó khá là đơn giản như là kem đánh răng chẳng hạn, rồi xà bông gội đầu, xà bông giặt đồ. Thật ra thì cái bản nó rất xa chợ và người ta rất là lâu người ta mới đi xuống chợ một lần hay sao anh Hoa? À, tại vì khi mình những cái điểm đó là nó nằm ở giữa một cái vùng đảo, có nghĩa là lâu lâu họ mới có được cái, ví dụ như tiền thì họ mới đi ra mua những cái thiết yếu trong sinh hoạt của họ, nên là nó cuộc sống họ đi ra hơi khó khăn tí. À, mình đi lựa điểm những cái điểm đó để mình đi vô cho nó phù hợp, ví dụ như là những cái tạo cho điều kiện là bạn, ví dụ như là trong địa phương đang người học sinh con nít học, nói chung là cũng còn thiếu thốn cái này đó, nên mình đi vô thì nói chung là mình cần những thứ yếu là như xà bông, rồi những cái dụ như bóng cục, bóng gội đầu, với lại đồ thức ăn ví dụ như muối, bột ngọt, mắm, rồi với lại đường, rồi gia vị, với lại là kem đánh răng, bóp đánh răng, những cái thứ yếu mà nhiều cái sinh hoạt của họ thôi. Nói đơn giản những cái đó đi dùng. À, tụi em thì đi đến đó thì thấy cái cuộc sống của người dân, cái thu nhập chắc có lẽ là rất thấp, tại vì đa số họ tự cung tự cấp là chính à. Và cái nguồn thu của họ là từ cái việc mà đánh bắt cá ở dưới sông Mê Công. Tại dạ. Vì họ trên đó chỉ đâu có làm gì được trồng trọt, nói chung là thấy không, đi mình đi vô thực tế thì chỉ có lúa thôi chứ đâu có gì khác, tại vì nó nằm cách xa cái hoàng đảo, ví dụ mình muốn thu mua hay làm gì cũng rất là khó khăn, vận chuyển nó đi nó không thuận tiện rồi. bất lợi. Ví dụ như khi họ chỉ trồng những cái vật gì để họ ăn sinh sống, cải tạo được trên đó thôi. Đó, nên là những cái thức yếu mình đi đem đi á, thì nó cũng vừa phù hợp để cho những cái người dân ở đó họ sinh sống, họ sinh hoạt cần những cái đó thức yếu trước. Yeah. Đó, còn khi mà mình muốn đi sau này, muốn thực tế càng lâu dài thì nó ví dụ như là mình phải đi tìm hiểu thêm nhiều những cái điểm như họ thiếu về, ví dụ như là vừa quần áo hay là sách vở. Sau này ví dụ như những cái trường học cũng gặp những khó khăn, mình cần ủng hộ thêm những cái đó. Đối với em thì cái ấn tượng mà khi đến trường học á là gặp đôi chân của các em học sinh, thậm chí là có vài em để ý là đôi dép nó gắt gần như là xích cái quai luôn rồi. Rồi trong đó có vài em thì đôi chân nó đen nhẹm mà, và đôi dép thì nó rất là cũ. Thì cái việc đôi dép đến trường đối với các em á, nó có quý lắm không anh? Đúng rồi, theo các em đó, nếu mà ở vùng sâu thì họ chỉ, nói chung là họ rất quý rồi, nghĩ sao họ có ăn có mặc đầy đủ và họ rất quý rồi. Ví dụ như họ không phải là đòi hỏi vì gì về cái đồng tiền hay gì hết, họ chỉ cần có những cái đủ lương thực hay là thức ăn thức uống, với là dù nghề có ăn có mặc đầy đủ. Và cái việc mà đôi dép của các bé đi đến trường đó thì các bé đi xa chợ để mà mua không? Tại vì anh em mình mà để đi di chuyển được từ đây xuống dưới cái địa phương đó, cái trường học đó thì nó khoảng hơn gần 200 cây. Thì từ cái trường học mà anh em mình đến đó, đến chợ nó xa lắm không? Nó cũng đúng là xa, bất tiện khi mình phải đi qua một con sông là mình mới đi ra được, cần những cái thức yếu mình mua được. Đó là nó bất tiện chỗ đó. Có còn phần nhiều với người mà họ có điều kiện thì họ đi hàng ngày thì nó lại khác. Nhưng với những người mà nằm ở vùng sâu họ đâu có điều kiện họ đi hàng ngày được. Ví dụ như lâu lâu họ có được đồng tiền đó, họ dồn lại, họ gửi cho người khác đi mua. Ví dụ họ mua mắm muối đồ ngọt nhờ gửi đi đâu, chứ họ đâu có đi ra được. Đó. Các cô ở đó thì đa số là sống trong bản. Em có được biết là có những cô nhà rất xa và các cô phải ngủ lại ở tập thể của của trường. Thì đối với cái trường ngày nay anh em mình đi đó thì có cô nào có trường hợp giống như vậy không anh? Nói chung là đa số là những cô đó là trực thuộc về những cái địa phương đó hết. Và họ gắn bó theo cái đó, nghĩa là để cống hiến vừa để cho những đứa trẻ dạy giống như học ở đó, ở vùng địa bản ở đó thôi. Cái nguồn thu nhập của các cô ở đây có nghĩa là cái lương của các cô ở Lào này có cao lắm. Em ngày nay em rất ngại nên em không dám hỏi. Đúng là cái mức lương của người mà cô ở trong các cái vùng sâu á, thì so ra thì đợt trước mình có tìm hiểu thì một người cũng cỡ triệu hơn, một triệu hơn thôi. Còn như ở vùng ngoài đây thì mình cũng không bắt được là như thế nào. Tại vì nếu như cuộc sống mà những người mà họ ở xa hơn thì mức lương đo ra họ phải cao hơn thì nó phải phù hợp. Tại vì những cái người đó họ là vừa là bản địa ở đó, họ phải sinh sống đó thì họ chấp nhận cái mức lương đó cũng có. Một phần ví dụ như những người mà họ lưu động chuyển đi, ví dụ như tôi ở thành phố đi xuống nông thôn tôi dạy thì cái mức lương họ không thỏa đáng thì họ bây giờ đi. Chỉ có những cái người mà tâm huyết cuộc sống họ ở đó họ chấp nhận họ mới ở, mang cái con chữ cho đến cái bạn đó. Và chắc có lẽ là dịp sau nữa tụi em cũng sẽ kết nối với lại Mạnh Thường Quân để chắc sẽ cùng với anh để đi đến những cái bản vùng cao. Tại vì lần đầu tiên thì anh em mình đi nó cũng còn nhiều cái gặp. Cái ý tưởng chỉ mới thực hiện ngày hôm qua thôi. Rồi sáng nay thì tất bật lại chuẩn bị đồ và di chuyển hơn, đi về là gần 500 cây số. Thì nó không tránh khỏi những cái gì đó gọi là sơ suất trong khi mình phát quà. Chưa có chuẩn bị kịp những cái gói quà nhỏ. Thì chắc có lẽ là cô bác quý anh chị khi mà xem những cái đoạn clip của anh em thì chắc có lẽ cô bác quý anh chị sẽ hiểu thêm. Và mong thì những cái chuyến thiện nguyện sau mà về Lào đó, thì các anh em mình sẽ chơi một cái chiếc xe to đồng và mang những em rất thích là mang những cái phần quà, những cái gì đó để hỗ trợ tập sách vở quần áo cho học sinh chẳng hạn. Cảm ơn anh với lại anh Sơn nè, với lại anh Lít với lại anh Say rồi nhiều luôn. Các anh em đã rất nhiệt tình. Thì em thì chỉ lo số là cầm máy quay ghi lại những cái khoảnh khắc ở trên cái đất nước Lào. Dạ, bây giờ thì cơm cũng đã ra rồi. Thì mấy anh em mình ăn cơm ha anh Hòa. Dạ, ở đây thì có canh chua nữa nè. Canh chua và ở trong kia là cô chủ quán Cuba, không biết là cô chị tên gì, nhưng mà chị thường có nói là nếu như em qua đây á thì mời em một bữa cơm. Không ngờ cái duyên ngẫu duyên làm sao mà mấy anh em mình lại ghé chỗ này luôn, chứ em cũng không có, em không có biết luôn. Dạ, sáng em có nói với anh đó anh nói là, dạ anh Hòa nói là cái quán này là ngon nhất ở đây, tính quán bên kia rồi, nhưng mà ôi đây, đây là cá kho tiêu. Chị này thì cô ơi, gốc ở đâu nha anh Hòa? Để em đi vô trong tí xíu. Thông tin với lại cô bác quý anh chị, đây là một cái chị chủ quán người Việt nhưng mà sinh sống ở Việt Nam. Thì trong cái quá trình mà Bùi Hồ đăng clip lên quay lại Lào lần 2 á, thì chị có bình luận em có về Champasak thì chị sẽ mời em một bữa cơm. Thì cái hữu duyên tình cờ là hôm nay á chị, là tụi em đi phát quà thiện nguyện trong trường học với bản vùng cao ở một cái con đảo. Thì về thì anh em ghé đây luôn. Cũng tình cờ em cũng không biết có luôn. Duyên ha, dạ. Có duyên. Dạ. Chị mới là sợ em là không lại. Dạ. Đó là chị là chúng chị theo dõi em là hàng ngày. Rồi chúng rảnh là chị cứ vô. Vậy là kênh của chị Ga. Dạ. Vậy là Bùi Phong Bùi. Dạ. Về chị Ga. Dạ. Đó. Chị là thích mấy cái kén đỏ đó. Dạ, ngày mỗi chị cũng có, đêm bạn sống là đêm mỗi chị cũng có đó. Dạ. Chị là quê gốc ở đâu hay chị? Chị ở Huế. Chị ở Huế. Chị ở Huế. Chị qua đây lâu chưa? 22 năm. 22 năm. Dạ, cả gia đình mình qua đây không luôn hay chắc sao? Chị một mình chị. Dạ. Là mình bán từ trưa cho đến là tối. Chị bán trưa đến tối là chị bán các món. Dạ. Nói chung lẩu nhậu nó chỉ có hết. Dạ. Trưa thì chị sẽ bán ăn cơm, tối thì chị bán nhậu. Không, cơm lẩu nói chung bằng ngày ai với nhau cũng bằng nhau. Dạ. Đó, cái cơ duyên là ba của chị qua đây trước hả? Ba mẹ chị qua đây trước. Dạ. Rồi cả gia đình qua đây, đến khi là ba chị mất là cả gia đình về Việt Nam là chị ở lại đây. Vậy thì con cái của chị đều có qua đây hết. Con cả chị ở Việt Nam. Ở Việt Nam á? Ở Việt Nam, mà chị có sinh hai đứa con tại Lào. Nhưng về Việt Nam học. Vậy là sinh viên luôn rồi? Không, chị sống đây nhưng tới cái tuổi cả 4-5 tuổi là chị đưa về Việt Nam. Về ông bà ngoại, bà ngoại. Sống ở đây 20 mấy năm rồi thì có khi nào chị nghĩ rằng là sau này mình sẽ quay về lại Việt Nam không, hay là mình không sẽ... Chị cũng quay về rồi, chị quay về gần 1 năm rồi. Dạ. Là chị nhờ Lào chị đi lại. Chị cũng quen cuộc sống ở Việt Nam đó. Dạ. Nhưng sau rồi về già mình phải về quê hương cho em. Dạ. Em cũng giống như chị á, em cũng đã đi Lào một lần và lần trước thì em có đi với bạn, và lần này thì có bạn của em đồng hành nữa là đây nè. Đây là Nhân, cái kênh là Nhân Chứng Channel. Bạn này thì chuyên về thiện nguyện, về xây chùa rồi hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn. Chị quái hết. Nhân Ga cũng có này, Phong Bùi cũng có. Em là quan trọng là 3 người nữa. Đó, con bác Tâm Sáng á, là bên Hội Thiện Nguyện bên Tây. Chị đã qua đây là 20 mấy năm rồi. Nếu nói chính xác là 23 năm. Ở đây chị qua đây là chủ yếu buôn bán cơm từ đó giờ hay sao, hay là có nhiều ngành nghề khác nữa? Chị chỉ có nghề ăn thôi. Chị yêu cái nghề ăn. Các bạn ở trong phục vụ ở trong quán mình là người Lào vậy. Chị lại người Lào hết chứ chị không lại người Việt. Người Việt không đủ tiền mình trả nhân viên. Mỗi một cái bàn như thì em thấy là bên má của nó nói chung người này 3 đứa này là 1 tháng của hắn là 1,5 triệu tiền kíp. 1,5 triệu tiền kiếp là mình quy ra hơn 2 triệu tiền Việt một xí, nhưng họ ăn ở với mình luôn. Dạ. Đó. Với con này biết làm rồi là lương hàng cao 2,5 triệu kiếp. Dạ. Chứ bữa nay mình thuê người Việt quá không đủ tiền trả tiền nữa. Vì bữa nay tiền là thấp, làm ăn khó. Ừ. Mà em thấy người Việt, người Lào mình á cũng rất là hiền hòa. Đúng, 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 dạ. Đúng. Champasak. Em cũng đã từng đi đây đi đó và em thấy cộng đồng của người Việt tại Lào mình đó sống hiền hòa với người Lào và hỗ trợ nhau rất là nhiều. Đúng chị. Không nói rồi chứ cái đất làm em yên bình không xô bồ. Dạ. Đó. Chỉ là thích cái yên bình. Về Việt Nam xô bồ. Dạ đúng rồi. Đó, đó. Người đóng số bồ. Dạ đó, đó. Và em chia sẻ với chị là hôm nay đồng hành với em á, thì có Nhân với lại một anh cũng 60 tuổi tìm về quê ngoại. Thì anh nói ôi sao mà Lào mà... Chị có coi, chị có. Sao mà Lào mà nó hiền quá. Đúng lại à. Sống chậm mà sống mặc dù là đất nước chỉ đó. Đang phát triển thôi. Đúng. Nhưng mà cái nhịp sống rất là hay luôn. Ừ. Anh biết có cái nếu mà ai ở đất Lào này về việc rất khó. Về việc rồi họ sẽ nhớ Lào thôi. Đó. Bất kể em về việc em cũng nhớ Lào đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, đó. Cái đất Lào này được đó. Dạ. Đó, đó, đó. Cái đất Lào này là đất chiêm. Đó. Và em dự định là có thể là tụi em sẽ quay lại Lào thêm 1-2 lần nữa. Sau khi tụi em đi có một cái chuyến chuẩn bị đi Châu Phi. Rồi sau đi Lào về thì tụi em sẽ có một cái hành trình Châu Phi. Bây giờ biết khi mỗi chị gặp được Phong Bùi hả? Dạ. Vậy là chị gà nhân gà đó. Chị nói cho gặp được em quá cực học là chị mừng lắm. Dạ. Không biết mời em còn lại là không. Viên chị nghe em nói lên Champasak. Dạ. Đó 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 đó. Đó. Chắc có lẽ là tí xíu đây khi mà em tắt máy thì em sẽ xin số Zalo của chị nè. Rồi em. Và mỗi lần em có qua Lào thì em sẽ ghé thăm chị và để ghé. Rồi chia sẻ những cái câu chuyện về người Việt tại Lào cũng như là dạ những cái nếp sống văn hóa của người Lào. Đúng rồi, cái người Lào đấy họ thật. Dạ. Họ thật. Đó. Chứ phải em như tụi này đi làm đi chung hiền hết. Dạ. Đó. Hiền hết. Hôm qua nay thì em có đi với anh Hòa. Thì anh Hòa cũng hỗ trợ em để mà chạy gần 200 cây lên tới trên kia để mà phát bà cho bà con á. Ôi chào em là chúng em đến đây gặp là chị mừng rồi. Dạ em đó. Cảm ơn chị nhiều. Thì chắc có lẽ là các anh em sẽ ra dùng cơm để thôi các anh em chúc chị luôn mua mà em đó. Mặc dù là cái bữa cơm là của người Việt nhưng mà được nấu tại Lào thì sử dụng cái đồ đựng cơm cũng giống như của người Lào ha anh Hòa. Mò keng không cùn. Kêu là gì anh? Mò keng. Dạ. Mò keng không cùn. Dạ. Rồi mà các anh em ăn cơm, cảm ơn anh em rất là nhiều. Ở đây thì có ngon quá Nhân. Cá kho tộ, canh chua, cá lăng. Rồi món dưa cà đó với lại rau rồi rong giấm rồi mời tất cả cả nhà mình ăn ngon miệng. Chị mới đem một cái dĩa mực xào chua ngọt đúng không anh? Đúng rồi. Mực xào chua ngọt rồi. Rồi thôi bây giờ chắc có lẽ là cũng đói bụng rồi. Mình sẽ ốp máy để ăn cơm thôi. Cảm ơn cô bác, anh chị đã xem video clip của tất cả các anh em đến thời điểm này. Cái này nè chị, hôm nay thì tụi em có duyên về lại Lào, ghé Champasak, cũng hữu duyên biết được cái quán chị. Các anh em hôm nay cũng đi làm công thiện nguyện mới về thì ghé ngang đây thì cũng duyên lành với chị em mình gặp nhau tại Lào. Cho em gửi lời chúc đến sức khỏe đến gia đình của chị. Chúc chị làm ăn càng ngày càng phát đạt, gia đình chị vạn sự lành. Cảm ơn chị cái bữa cơm của ngày hôm nay. Rồi chúc gặp em được là cái đó mới được là chị mừng. Dạ. Đó với tuổi quá vô là coi cổng ơi, những cậu cậu đi có xuống cái bên luôn thôi. Mà ai là ngày mới gặp. Biết ngã nói là quá Champasak. Dạ. Đã việc có mấy ngày rồi mới gặp. Đúng không? Cô bán với chị mà ở Việt Nam mà có qua Lào chơi ghé Champasak ghé anh Hòa nè. Đó, rồi đi vòng vòng chợ Đào Hương rồi ghé chị Vân nè. Để ghé quán Cuba của chị Vân ủng hộ rồi nói chuyện đời nghe chơi. Và cảm ơn chị rất là nhiều. Chị cảm ơn anh nhiều, chị cảm ơn anh nhiều. Dạ thôi chắc cũng mệt rồi chị. À, rồi, đúng. Dạ cảm ơn chị. Chị cảm ơn nhiều nha. Để cái món gặp lại á. Dạ.